Chùa Bửu Long, ngôi chùa không chỉ tâm linh mà còn là chùa có kiến trúc độc đáo nhất Sài Gòn. Tọa lạc ở 81 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có thể gõ chùa Bửu Long lên Google Maps và đi theo hướng dẫn. Từ xa, bạn dễ dàng nhận diện ngôi chùa này với ngọn bảo tháp vàng nổi bật. Lối vào chùa trập bóng cây xanh, với hai bức tượng trông uy nghiêm, tinh xảo. Cùng với hai tượng sư tử đá uy nghi. Phía trước chùa là một hồ nước xanh ngọc, với điểm nhấn là cục đá giữa hồ ở trước chính diện. Bạn sẽ thấy mãn nhãn trước vẻ đẹp của kiến trúc bảo tháp của Thomas Setia này. Với những bức tượng uy nghi đứng canh trước cửa của bảo tháp. Khi lên trên bảo tháp, bạn sẽ cảm nhận được sự mát mẻ và kiến trúc thật đẹp. Lưu ý, chùa có quy định về thời gian mở cửa. Nếu bạn đến chùa khác với thời gian trên, bạn có thể khám phá ở bên ngoài bảo tháp. Chùa cũng có một nơi để bạn có thể nghỉ ngơi. Ở chùa cũng có căn tin bán đồ chay. Bạn cũng có thể vừa ăn uống, nghỉ ngơi vừa ngắm cảnh ở đây. Chùa còn được người địa phương ở đây gọi là chùa Thái Lan, vì có những kiến trúc mang đặc trưng của xứ chùa vàng. Nằm giữa núi Trần, thiên nhiên thoáng đãng, cách biệt với thành phố Sô Bồ. Bạn đến chùa không cần mang hương, đồ để cúng. Bạn chỉ cần có lòng thành thì có thể tới đây nghỉ ngơi, tham quan, chụp ảnh. Cảm ơn vì đã xem hết clip này.